học tiếng anh cùng bạn hello everybody ok welcome to lesson ok bây giờ chúng ta sẽ học với nhau cái lesson này và đọc kể các bạn nghe một câu chuyện câu chuyện này chúng ta sẽ nhìn thấy có ba cái anh chàng này nè ba anh chàng này bắt đầu là đi chợ đây đi một cái siêu thị hoặc là một cái hội chợ gì đó ba người này nhìn thấy một cái bức tranh vẽ một người phụ nữ nè. người đàn ông này bán với cái giá là 1.500 France Tức là 1.500 đồng Pháp 1.500 đồng Pháp Thì họ đã trả 1.400 đồng Pháp Để mua cái bức tranh này Và khi mua cái bức tranh này Thì họ mang về một cái viện bảo tàng Và họ bán lại cho Cái Hiệp hội này Và họ bán cho cái người chủ này Với giá là 500 500 triệu. Tức là bán với cái giá Không biết có bao nhiêu lần nữa. Gấp đến hàng, hàng 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 từ hàng nghìn mà các bạn lên hàng triệu mà không phải là một triệu mà lên trạng 500 triệu. Thực sự là mình không không tính được là bao nhiêu lần. Không biết là tính vào bao nhiêu lần. À, đây là một câu chuyện rất là hay. Câu chuyện này được chép trên một cái tờ báo và đây là họ trích lại cái tờ báo này. Thì bây giờ chúng ta sẽ à luyện đọc rồi luyện nghe cái tờ báo này nhưng mà tờ báo này nó đục lỗ chúng ta mất một số từ. Thì cái từ đó nó nằm ở đây. Được lỗ từ đó, đó nằm ở đây. À, nó từ was hay là were? When hay go? Say or said? See or saw? Take or took? Buy or bought? A là to be, is là to be, nhưng a khi sang với thì quá khứ đơn thì a phải đổi thành were is phải đổi thành was, thế còn by sang quá khứ đơn thì by đổi thành bought go đổi thành went, và say đổi thành set, see à, đổi thành saw và take đổi thành took. À, tức là khi thay đổi thì, thì chúng ta phải thay đổi cái động từ này. đây là động từ bất quy tắc. À, động từ bất quy tắc thì các bạn đi học thì các bạn đã quen quá quen rồi. Đúng không? chúng ta um, chúng ta đây là chúng ta chỉ nhớ lại thôi. hoặc bạn nào quên thì đọc mới ôn lại như vậy. thì Lộc sẽ hỗ trợ các bạn một chút nữa về cái nội dung của bài khóa và từ mới. Còn các bạn nào mà nhìn thấy nứt qua mà thấy nó dễ quá thì thôi. Các bạn tua đi mà luyện nghe đúng không ạ? We are millionaires. Frozen base in Paris. Frozen base mình không biết là cái nhà hay là con phố hay là cái gì đó. Hay là tờ báo này tên là Frozen base. Không biết. Nhưng mà nó ở tại Paris. In August. August là tháng 8. August là tháng 8. In August... 1993 fan năm 1919 có tới 3 người bạn in August vào tháng 8 năm 1919 có tới 3 người bạn Jack Proust Guy Fadas and Francois Leclerc Đấy. was on holiday in town of Larac in France ở đây chúng ta sẽ có ba người bạn là Jack này, Frost này, Gai Fada này Rồi Fran Lác Lác này Họ ours, Họ đã đã Đúng không? Chúng ta là họ đã ở à, Thì hiện tại nó là ở thôi Thì quá khứ có nghĩa là đã ở Trong một cái kỳ nghỉ on holiday In the town Ở một cái thị trấn hay Một cái thành phố của Larac Tại Pháp In France Tại Pháp On Sunday Vào một ngày Chủ nhật On Sunday gì ở đây là uh, đi đi mua sắm đi mua sắm dây shopping là đi mua sắm nhưng ta phải nhưng đây mới có từ mua sắm thôi chứ có từ đi ta phải điền từ when shopping dây uh, when shopping uh, quá khứ mà ta không điền go được ta điền when uh, các bạn có thể điền go hay điền quá cứ đi gì uh, còn đây chỉ là nào gợi ý thôi và giúp đỡ các bạn thôi còn các bạn có thể tua qua đoạn này và luyện nghe luôn mà in the market dây uh, trong cái chợ dây À, nhìn thấy một cái gì đó rất là bẩn dây à, they saw nhìn saw a dirty and old painting oh cũ nữa cũ nữa painting à painting là bức họa bức tranh rất là cũ a version Mary a version Mary a version Mary Virgin Mary là mẹ đồng trinh Mary đấy à, mẹ đồng trinh Mary Nora Vinci có một bức tranh gọi là bức tranh vẽ bà Mary, à, mẹ vẽ mẹ đồng trinh Mary. They bought it. Họ mua chúng với giá. Lọc nhìn thấy cái giá là 1.400 franc đây. Nên đọc sẽ điền từ bought là mua. They bought it for 1.400 francs. And they took it. Họ mang nó về. Take là mang mà. Mang vác thì took sẽ là mang nó về. They took it to Paris. Họ mang nó về Paris. In Paris, expert said. Expert là một cái chuyên gia, một người chuyên gia. An expert. In Paris, an expert. An expert. Expert là một chuyên gia. Says. Anh ta đã nói rằng. That the painting was by Leonardo da Vinci. Đây là một bức họa của Leonardo da Vinci hoặc là được vẽ bởi danh họa Nero da Vinci That's the painting Was by Leonardo da Vinci And is À And it's Và nó Would Would là Thì có nghĩa là Giá của nó Hoặc là trị giá của nó Hoặc là đáng giá À And And it À Ở đây trước từ what Ta phải điền một cái từ gì đó Ở đây ta sẽ Nhìn lại ở đây Uhm Take two shots And it's, À is uh, and it's worse đúng không worse ta chỉ to be thôi đúng không đáng giá and is worse and it's worse and it worse à, uh, và worth một cái to be một cái worse giá đúng không What triệu pháp the man in millionaire là triệu phú The man in Larac Market cái người đàn ông ở Larac Market ấy, Ở cái chợ Larac này Seth nói rằng Vì đây là có cái Dấu phẩy này Thì ông ta phải nói chứ không Đây là trích dẫn lời nói mà Seth I was happy to sell the painting Tôi rất hạnh phúc khi đã bán được cái bức tranh But now Nhưng bây giờ I am very upset Tôi rất bối rối à, Tôi rất buồn chồn, Tôi rất nuối tiếc à, Tôi rất Tôi rất tôi cảm thấy uh, không nỡ nhỉ? À uh, ở đây nó chúng ta dịch từ này là upset là bối rối, hoang mang. I am very upset. I don't want to think about it. Tôi không muốn nghĩ về nó nữa. Tay uh, xin nói âm là I don't want to. Thì người ta nói là want. To. Uh, I know I don't want to think about it cơ bao teeth. I don't want to think about it. I don't want to think about it. Ok, ta nhớ nuôi ấm nhá. Rồi bài này chỉ vậy thôi. Bây giờ ta sẽ nghe và kết thúc ở đây. Đây là một câu chuyện rất hay. Chúng ta có thể nên học thuộc câu chuyện này. Tape script 9.12 We're millionaires. In August 1999, three friends, Jacques Proust, Guy Fada and François Leclerc, were on holiday in the town of Larac in France. On Sunday they went shopping in the market and they saw a dirty old painting of the Virgin Mary. They bought it for 1400 francs and they took it to Paris. In Paris an expert said that the painting was by Leonardo da Vinci and it was worth 500 million francs. The man in the -like market said, "I was happy to sell the painting." But now I'm very upset. I don't want to think about it. In August 1999, three friends, Jacques Proust, Guy Fadat and François Leclerc, were on holiday in the town of Larac in France. On Sunday they went shopping in the market and they saw a dirty old painting of the Virgin Mary. They bought it for 1,400 francs and they took it to Paris. In Paris, an expert said that the painting was by Leonardo da Vinci, and it was worth 500 million francs. The man in Larac Market said, I was happy to sell the painting, but now I'm very upset. I don't want to think about it. In August 1999, three friends, Jacques Proust, Guy Fadat, and François Leclerc were on holiday in the town of Larac in France. On Sunday they went shopping in the market and they saw a dirty old painting of the Virgin Mary. They bought it for 1,400 francs and they took it to Paris. In Paris an expert said that the painting was by Leonardo da Vinci and it was worth 500 million francs. The man in Larac Market said, I was happy to sell the painting, but now I'm very upset. I don't want to think about it.